con của bố trắng mẹ trắng, đẻ ra toàn con trắng thôi. Cặp Bắc Hà đầu tiên. Tốt đấy, đàn này thế là tốt. Hai cái ba đực. Hê hê. Bắc Hà xù. Ok. Xin chào. Sủa đấy. Quác 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 như thật. Hay là con mẹ nó ọ ra cho con ăn. Nó ọ ra cho con nó ăn đấy. Đến tầm này là mẹ ọ ra cho con ăn rồi. Trông như sao mai. Chờ một tí ra ăn. Sao thằng này sao? Sao mẹ đang trốn con rồi. Như những cục bông. Ngoạc mỏ ghê quá. Ngoạc mỏ, nó ngoạc cái mỏ nó ra. Chơi một tí đi, chờ một tí rồi ăn. Chờ tí. Úi trời, nó định trèo ra, nó đu cột. Úi trời, ngã. Nào, trèo lên đi, xem nào đứa nào thò được đầu ra đây trước. Tí nữa, giờ mới đang ngâm hạt, chưa được ăn. Đâu rồi? Đây là con cái này. Đó. Sợ. Đẹp không? Quá xinh luôn. Úi sợ hồi ngã rồi. Ơi, một đực một cái này. Bắc Hà xù. Đây này em cái này, đây này em đực này. Đẹp chưa? Lung linh chưa? Sợi. Đó. Quá cute luôn. Rồi. Con cái ông bỏ xuống rồi. Đực đó. Xinh chưa? Trời tối quá rồi, cho nên là phải nhờ một tí cái đèn flash. Mỗi con lên hình một tí, bây giờ đừng ngã. Đây đực nữa này, đây là một đực nữa này. Đây cái này. Ok, xin chào hai đứa. Xong. Đó. Lún cún, lún cún, lún cún, lún cún. Nhanh thành thoăn thoắt luôn. Nhanh thoăn thoắt luôn. Đang chờ ăn đấy. Ăn dặm rồi. Cho ăn dặm rồi. Cú tẹp phù mai que.